Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Thời gian vừa qua thì Bảo Châu Lex đã mang tới cho quý vị và các bạn rất nhiều những video hướng dẫn kỹ thuật về những chiếc vang số hoặc là vang số chỉnh cơ. Và ngày hôm nay cũng vậy, Đức Tuân xin đem đến cho quý vị và các bạn một video hướng dẫn kỹ thuật trên dòng vang số 7.1 của BEK mang model BEK BPCR300+. Và cụ thể như nào, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi qua video ngày hôm nay. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Trước mắt quý vị và các bạn đây chính là dòng vang số BEK BPCR300+. Với dòng vang số này thì những cái phím điều chỉnh ở bên ngoài khá là đơn giản. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy luôn, chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị này, đầy đủ thông số như là âm lượng của nhạc, mic, echo hay là đường tín hiệu nhạc vào này, cấu hình. Bên này ta sẽ có một cái mắt thần để quý vị và các bạn có thể sử dụng qua điều khiển từ xa. Và tiếp theo ta sẽ có 6 cái phím mode. Những phím này để chúng ta có thể là gọi những cái cấu hình mà khi quý vị và các bạn đã lưu và cài đặt sẵn rồi. Như ở đây ta sẽ có thể là gọi được cấu hình xem phim này, 3 cấu hình karaoke là KTV 1, 2 và 3, cấu hình chơi game hay là cấu hình sử dụng cho nghe nhạc, chúng ta có thể là gọi dễ dàng ở đây. Ngoài ra thì sẽ còn một cái phím điều chỉnh nữa, một nút volume để điều chỉnh. Với nút volume này thì quý vị và các bạn có thể nhấn để điều chỉnh chuyển đường tín hiệu nhạc, mic và echo bằng cách chúng ta sẽ nhấn vào đây. Nó sẽ nháy ở màn hình như này và quý vị và các bạn có thể điều chỉnh tăng giảm. Đây, ví dụ như hiện tại đang nháy ở đường mic này và chúng ta có thể nhấn thêm lần nữa để nó sẽ nháy lên phần echo. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn tăng giảm âm lượng sao cho phù hợp với cái không gian cũng như là cái mục đích sử dụng của mình. Với phần mặt sau thì cũng sẽ tương đương với những dòng vang số khác. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy luôn, chúng ta sẽ có những cái đường tín hiệu cơ bản này, từ những cái đường micro. Dòng vang này sẽ có tổng cộng là 4 đường mic, mic A và B và có thêm mic A1 và B1. Bên này thì chúng ta sẽ có đường audio input, đường nhạc vào, sẽ có 3 đường sử dụng là rắc hoa sen, đó là VOD này, AUX và BGM. Bên này thì ta sẽ có một đường rắc đồng trục coaxial và một đường tín hiệu optical cổng quang. Ngoài ra thì dòng vang này nó sẽ có thêm những đường tín hiệu HDMI in. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là 4 đường HDMI này và có 2 đường HDMI out cho quý vị và các bạn sử dụng cho nhiều dòng TV khác nhau. Ví dụ như bộ dàn của mình sử dụng tới 2 cái TV và quý vị và các bạn chỉ cần in một tín hiệu từ đầu Blu-ray hay là những thiết bị khác xuống đây và chúng ta có thể là chuyển 2 cái đường tín hiệu này ra TV, ra 2 TV riêng biệt mà không ảnh hưởng gì. Bên dưới này chúng ta sẽ có 7 đường tín hiệu để quý vị và các bạn có thể cắm cho cái bộ dàn nhà mình. Trước tiên nó sẽ là 2 đường loa chính này, loa main này, đường subwoofer, đường loa center và 2 đường surround. Cuối cùng là 2 đường surround back thì nó sẽ sử dụng là 2 rắc hoa sen. Ở đây ạ. Chúng ta cũng sẽ có 2 đường USB để kết nối với máy tính này, một đường cáp kết nối chuẩn bình thường, thông thường và một đường cáp kết nối chuẩn RS232. Và cuối cùng chúng ta sẽ có bộ nguồn và cùng với công tắc và cầu chì. Tiếp theo đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi test thử trên phần mềm của dòng vang số BEK BPCR300+ này nhé. Đây chính là cấu hình sau khi quý vị và các bạn khởi chạy, nó có tên là BEK BPCR300+. Quý vị và các bạn có thể cài cấu hình này thông qua cái đĩa kèm theo hoặc là lên website của Bảo Châu Lex, gõ đúng sản phẩm này và chúng ta có thể tải được phần cấu hình của nó. Hiện tại thì cái phông chữ nó đang bị lỗi. Quý vị và các bạn có thể chọn về phần mục cuối cùng này và chúng ta sẽ bấm vào phần bên dưới này, phần English này. Đấy, nó sẽ hiển thị cho quý vị và các bạn tất cả những cái đường tín hiệu và những cái phông chữ. Nó sẽ hiển thị cho quý vị và các bạn tất cả những cái đường tín hiệu mà chúng ta cần sử dụng. Nhấn vào cái nút connect này để có thể kết nối giữa vang và máy tính. Ở đây ta sẽ có phần âm lượng của nhạc này, âm lượng của mic và âm lượng của echo effect, hiệu ứng vang vọng. Bên dưới này thì ta sẽ có phần audio. Phần audio này là phần tín hiệu âm thanh. Quý vị và các bạn có thể chọn auto này giữa những cái đường VOD, AUX hoặc là BGM, hoặc là có thể chọn từng đường một, COAX này, optical hay là những đường HDMI 1, 2 và 3, 4. Ở phần tiếp theo là chính là đường video 1 và 2. Nó chính là phần chọn đường tín hiệu HDMI out ra hai đường HDMI
của những chiếc vang này thì chúng ta có thể là chọn từng đường tín hiệu một. Ví dụ như đường video 1 tôi muốn chọn là HDMI 1 để out ra, và video 2 tôi sẽ vẫn để là HDMI 3. Nghĩa là khi mà quý vị các bạn sử dụng đường tín hiệu in HDMI 1 thì nó sẽ chỉ ra đường video 1 thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng ra hai đường thì tiếp theo thì chúng ta sẽ phải chọn tất cả hai đường HDMI này để có thể là out tín hiệu hình ảnh ra. Ở phần tiếp theo này thì quý vị các bạn có thể là lựa chọn cấu hình karaoke này và cấu hình xem phim để phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình. Về phần KTV trước, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn. Riêng phần này thì nó sẽ tương đương như những cái dòng vang số khác. Chúng ta sẽ có những đường tín hiệu như là nhạc này, mic này, reverb này, echo, hay là những đường tín hiệu main này, surround back này, đường center và đường sub. Cuối cùng là system để quý vị các bạn có thể lưu này và cài những cái cấu hình khởi động. Ở phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ có phần điều chỉnh cho karaoke và điều chỉnh cho xem phim. Tôi sẽ bắt đầu với phần karaoke trước. Với phần karaoke thì quý vị các bạn vẫn sẽ có những cái đường tín hiệu cần thiết cơ bản. Đó là từ đường nhạc này, đường mic này, echo, reverb, hay là những đường tín hiệu cho loa main này, loa surround back, loa center và sub. Cuối cùng là phần system để có thể cài những cái cấu hình chúng ta cài đặt và lưu lại. Ở phần đường music này, đường chỉnh nhạc, chúng ta sẽ có tổng cộng là 15 equalizer để quý vị các bạn điều chỉnh. Chúng ta sẽ có phần gain này, tăng giảm độ nhạy, điều chỉnh trực tiếp ở phần bên dãy equalizer ở trên luôn. Q này để quý vị các bạn có thể điều chỉnh sao cho cái tần số cắt. Ví dụ như tôi giảm Q càng nhiều chẳng hạn, Q càng tăng thì những cái dải ở đây chúng ta sẽ thấy nó càng bo lại nhiều. Đây. Còn nếu mà Q ở đây nó càng giảm thì nó sẽ càng nhả ra. Như vậy thì sau khi chúng ta chỉnh, nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh chẳng hạn, quý vị các bạn để cái Q nó quá lớn thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái dải mà chúng ta không muốn điều chỉnh, và sẽ ảnh hưởng sâu hơn khi mà chúng ta điều chỉnh giảm âm lượng càng nhiều thì những cái phần ảnh hưởng nó sẽ càng bị sâu như này. Nếu mà quý vị các bạn muốn như vậy thì quý vị các bạn nên tăng cái Q này lên sao cho phù hợp với cái khoảng dải tần mà chúng ta cần điều chỉnh, để có thể là setup sao cho nó phù hợp với cái không gian và phù hợp với cái sở thích mình cần, để setup sao cho phù hợp với không gian và phù hợp với cái sở thích nghe của mình nhất. Tiếp theo là phần pre-EQ, nó sẽ là giải tần số cho quý vị các bạn có thể lựa chọn điều chỉnh. Ví dụ như chúng ta có thể là lựa chọn lên những cái giải tần số cao, hay là xuống những cái giải tần số thấp, có thể sử dụng cái con trỏ chuột để quý vị các bạn có thể là điều chỉnh sử dụng. Phần tai này là phần kiểu cắt của những cái dải equalizer này. Ví dụ tôi sẽ chuyển kiểu cắt từ P sang LS, nghĩa là đây là nó sẽ cắt hết về phần dải bass này, hay là chuyển về 2HS nó sẽ cắt hết về phần dải treble. Cuối cùng là bypass là nó sẽ ẩn cái equalizer đi. Thông thường thì quý vị các bạn để mặc định là phần P thôi, và phần cắt những cái phần điều chỉnh âm lượng xuống này, những phần gain này thì chúng ta sẽ không để thấp quá tầm 3 decibel nhé, không để quá âm 3 decibel. Bên này thì cũng như những dòng vang khác thôi, ta sẽ có phần EQ bypass này, EQ reset này, đấy, hay là những cái phần tín hiệu KTV, hay là phần đen thì âm lượng sẽ cao hơn một chút. Đó, phần music EQ link này. Phía bên phải này thì ta sẽ có phần chuyển đổi tăng giảm những cái đường âm lượng của phần music input sao cho nó phù hợp với những cái tín hiệu khác. Ví dụ như chúng ta sử dụng một đường VOD này cho đầu karaoke và một đường digital dành cho TV chẳng hạn. Nếu mà quý vị các bạn muốn hai đường tín hiệu này cân nhau thì chúng ta sẽ phải sử dụng thông qua những cái phần tăng giảm music input ở đây, sao cho những cái đường tín hiệu này nó cân bằng với nhau, phù hợp với cái ngưỡng âm lượng mà chúng ta có thể điều chỉnh chung ở đây. Bên dưới này là phần music level, tăng giảm phần tín hiệu đường nhạc. Mặc định sẽ để khoảng tầm 75%. Tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể là tăng giảm phụ thuộc theo những cái đường tín hiệu nhạc của chúng ta này. Khi mà tín hiệu nhạc của chúng ta không kích được lên cao, quý vị các bạn có thể tăng giảm ở phần music input trên này, hoặc là mình có thể tăng giảm thêm ở phần music level. Riêng với phần này thì không nên để mắc đến 100%, nó sẽ dễ bị sôi hơn quý vị các bạn nhé. Ở phần bên phải đây thì chúng ta sẽ có phần low pass filter. Nó sẽ là phần cắt cho dải cao
của phần đường nhạc. Cũng như ở bên dưới này, ta sẽ có phần kiểu cắt này, cắt vát hơn hay là cắt sâu. Thì quý vị các bạn có thể hoàn toàn điều chỉnh thông qua phần LP Tile này. Hay là ở dưới ta sẽ có phần High Pass Filter, cũng sẽ có phần điều chỉnh cho những cái giải cắt này sao cho phù hợp với loa và phù hợp với cái ý muốn của chúng ta. Ở đây ta sẽ có phần Noise Gate này để căn chỉnh độ nhiễu của đường tín hiệu nhạc, đường Music Pitch và đường còn lại là để chúng ta có thể là tăng giảm hiệu ứng giữa những cái đường loa bass này cũng như là đường tín hiệu nhạc để sao cho phù hợp với cái sở thích của mình. Bên cạnh này thì ta sẽ có thêm đường tiếp theo là đường chỉnh của micro. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy luôn, ta có thể điều chỉnh cho mic A và B. Và mỗi giải equalizer của mic sẽ đều có khoảng 15 giải equalizer cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn điều chỉnh. Với phần này thì chúng ta sẽ có thể với phần này thì tất cả những cái đường tín hiệu cũng như là đường equalizer sẽ tương tự như phần đường nhạc, kể cả những cái phần bypass này, reset này, nó sẽ có cái phần mic EQ link để quý vị và các bạn có thể là link tín hiệu, link cái phần chỉnh này sang phần mic B, hay là chúng ta có thể là cài riêng từng mic một, chỉnh riêng âm sắc cho từng mic một, cho từng giọng hát. Ví dụ như hiện tại tôi đang để mic EQ link này, hoặc là tôi sẽ ngắt đi nhá, tôi chuyển sang đường mic B, tôi sẽ kéo thêm một chiếc equalizer nữa, số 5 này, và chuyển quay lại đấy mic A. Thì những cái điều chỉnh sau này khi mà chúng ta không tích về phần mic EQ link này, nó sẽ không tự động chuyển, không tự động cóp sang những đường còn lại nhé. Quý vị các bạn lưu ý, nếu chúng ta sử dụng một bộ mic thôi ấy, thì quý vị các bạn không cần điều chỉnh thêm về những cái phần mic EQ link này nữa. Chúng ta cứ để mặc định thôi và điều chỉnh riêng, điều chỉnh chung cho cả hai mic. Ở bên này ta sẽ có phần mic FBE này để điều chỉnh cho phần feedback, cắt chống hú rít của chiếc vang này. Noise gate này, quý vị các bạn có thể là sử dụng để giảm nhiễu cho micro, hay là tăng giảm âm lượng của từng đường mic một này. Phần low pass và high pass để điều chỉnh cắt sao cho cái mic nó phù hợp với cái giọng ca của mình. Thông thường về phần HPF này, với những dòng vang BK, quý vị các bạn có thể để từ 50 cho tới 60. Những dòng vang BK này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình giải bass nó nhiều hơn một chút so với những dòng vang khác. Còn về phần LPF này thì chúng ta có thể tùy ý điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái bộ mic của mình, hoặc là phù hợp với những cái bộ loa mà chúng ta sử dụng. Ở phần reverb và echo, với reverb trước thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh âm lượng của từng đường này, reverb này. Tôi sẽ thử test âm lượng nhé. 5, 6, 7. Đây là cái đường tín hiệu mặc định, nó sẽ cho phép quý vị các bạn sử dụng cũng như là điều chỉnh phần tín hiệu reverb nhiều hơn. 5, 6. Đây là phần âm lượng của reverb này, chúng ta có thể điều chỉnh pha sao cho phù hợp với lại đường echo. Tiếp theo nó là phần reverb decay, là phần khi mà quý vị nói tiếng reverb nó vang xa khoảng bao lâu. Ở đây nó đang để là 2135 mili-giây. Chúng ta có thể để cao hơn hoặc là để sâu hơn. Thông thường thì tôi sẽ để khoảng tầm độ 3k như này. Tiếp theo là phần pre-delay này. Pre-delay thì cũng như những cái dòng vang khác thôi, nó sẽ cho quý vị các bạn sau khi nói những cái tiếng reverb thì nó sẽ phát ra luôn, hay là nó sẽ bị chậm, bị trễ. Thông thường những cái này thì để khoảng tầm độ 20 cho tới 30. Hoặc là quý vị các bạn có thể để cao hơn hoặc thấp hơn, tùy theo cái sở thích hát của mình. Phần reverb liveness này, nó là phần tăng giảm cái độ sống động của tiếng reverb. Nếu mà quý vị các bạn để giảm nó sâu hơn chẳng hạn, ví dụ để giảm sâu như này thì cũng sẽ tương tự như chúng ta sẽ cắt cái low pass này về sâu hơn một chút. Những cái giải treble ở đây nó sẽ không được hỗ trợ nhiều nữa. 5, 6. Tôi sẽ tăng lên nhé. 5, 6. Cái tiếng reverb nó sẽ bay hơn và vang xa hơn. Chúng ta có thể, quý vị có thể thử. Tiếp theo là phần low pass và high pass thôi. Với những cái phần reverb này thì chúng ta sẽ để khoảng tầm độ 10k, và high pass này thì quý vị các bạn có thể để khoảng tầm độ 100, hoặc là có thể để sâu hơn, cao hơn thì phụ thuộc theo cái hoặc là có thể để sâu hơn hoặc là cao hơn. Phần reverb direct này nó cũng sẽ tương tự như những cái phần khác, là chúng ta có thể gửi đường tín hiệu mic cho cái tiếng reverb nó thật, hay là nó sẽ nịnh hơn.
Cuối cùng là phần cái không gian phòng thôi. Quý vị các bạn có thể là chọn phần phòng lớn này, phần phòng trung bình hay là phần sử dụng cho phát biểu. Những cái giải equalizer này thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với cái không gian. Những giải equalizer này quý vị các bạn có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái giọng hát của mình. Cũng có những cái phần điều chỉnh Q này, pre-EQ này, hay là những cái định kiểu để quý vị các bạn có thể cắt những cái giải equalizer của nó, hay là tắt nó đi, bypass này, EQ bypass hoặc là EQ reset. Ở phần echo này thì quý vị các bạn có thể lựa chọn điều chỉnh tín hiệu này, mono này, stereo hay là tín hiệu dual. Dual này thì nó sẽ cho tín hiệu cả hai kênh nó sẽ bằng nhau. Những cái tín hiệu thông thường thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cho đường tín hiệu stereo này thôi. Cũng sẽ có phần echo direct này, low pass, high pass để có thể cắt cái phần giải echo của dòng vang này. Cũng sẽ có phần echo level net này. Quý vị các bạn có thể lựa chọn điều chỉnh sao cho nó phù hợp với lại cái sở thích của mình. Echo lap delay, echo lap delay hay là những cái phần echo repeat này, echo pre delay này, echo level, echo ride delay hay là echo ride set delay. Nó cũng sẽ tương tự như những dòng vang khác. Với dòng vang này thì quý vị các bạn có thể điều chỉnh phần echo lap delay này, nó dao động vào khoảng từ độ 210 cho tới 220 hoặc là 230. Và phần echo repeat này sẽ phụ thuộc theo giọng của từng người, cấu trúc giọng, và chúng ta có thể điều chỉnh. Ví dụ như chúng ta có thể hát được, luyến được, thì những cái phần echo repeat này thì chúng ta sẽ để thấp hơn, thấp một chút để khoảng tầm 50 cho tới 55. Nếu quý vị các bạn chưa biết hát hoặc là mình cần tiếng nó nịnh nhiều thì chúng ta sẽ có thể để cao hơn. Thông thường thì sẽ để từ khoảng tầm độ 50 cho tới 60%. Và điều chỉnh thêm ở những cái phần effect tổng này hay là phần echo level nữa. Phần pre-delay cũng sẽ tương tự như những dòng vang khác thôi. Chúng ta sẽ có thể để cho cái tiếng echo nó ra nhanh hay là ra chậm. Cuối cùng là phần echo level này. Phần này thì chúng ta có thể điều chỉnh để pha giữa phần reverb và phần echo level. Tôi sẽ test thử luôn. 5 5 6 7 5 5 6 7 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
thì chúng ta có thể là tăng giảm những cái giải ở đây, tăng giảm những cái phần âm lượng này. 5 6 7. Cuối cùng là hai phần echo ride delay và echo ride set delay. Những cái này thì thông thường thì chúng ta sẽ để mặc định, nhưng nếu quý vị các bạn muốn thử điều chỉnh thì có thể căn chỉnh giữa hai cái này, thông số tăng giảm một chút để có thể test giữa âm thanh giữa hai loa sao cho nó tiếng nó sẽ quyện nhất khi mà chúng ta hát, âm thanh nó quyện nhất là được. 5 6 7. Ở đây ta sẽ có phần echo EQ này, đấy nó cũng sẽ có những 5 cái equalizer để quý vị các bạn có thể điều chỉnh cắt giải tần sao cho nó phù hợp. Tiếp theo là phần loa main này, ở phần loa main này ta sẽ có tổng cộng là 10 equalizer để điều chỉnh này. Phần bên này ta sẽ có phần tín hiệu output, quý vị các bạn có thể là tăng giảm cái âm lượng của từng kênh. Ví dụ như kênh bên trái này và kênh phải, ta có thể là căn cái âm lượng cho nó phù hợp với cái không gian và phù hợp cho sau và phù hợp hơn so với khi chúng ta sử dụng nhiều loa như loa surround này hoặc là sử dụng thêm loa sub để có thể điều chỉnh cho âm lượng nó sẽ cân với nhau hơn. Bên dưới này thì sẽ là phần delay của từng loa một này hay là ngắt tiếng của từng loa. Tiếp theo là phần mixer. Mixer này quý vị các bạn có thể điều chỉnh phần đường mic gửi ra tín hiệu của đường loa main này hay là đường nhạc gửi ra tín hiệu loa main, đường reverb và đường echo, hay là chúng ta có thể là đảo pha của từng đường này, từng đường tín hiệu một, từng loa một, quý vị các bạn có thể đều có thể đảo nhé. Tiếp theo là phần com. Com này thì nó cũng sẽ có những cái thông số mặc định thông thường thôi. Com threshold này sử dụng cái ngưỡng để quý vị các bạn có thể khởi động cái phần compressor này, phần máy nén này. Com ratio tỷ lệ. Phần com attack này nghĩa là khi mà thời gian bắt đầu đến âm thanh đến chạm cái ngưỡng mà threshold này nó hoạt động thì nó sẽ bắt đầu hoạt động là nén lại. Và bên dưới này, com relay này, nó sẽ cho quý vị và các bạn thời gian xả nén giữa những cái những tín hiệu đã nén rồi và sau khi hết cái ngưỡng nén đấy nó sẽ bắt đầu xả ra.
Và bên dưới này ta sẽ có phần bypass không hoạt động cái phần com này. Cuối cùng là phần solver. Solver này thì mặc định thì quý vị các bạn cứ để theo cái ngưỡng của máy thôi. Về phần HPF này thì chúng ta có thể là cắt sâu hơn. Ví dụ ở đây máy đang để là 80 này, chúng ta có thể cắt xuống khoảng tầm độ 60, 70 hay là có thể xuống sâu hơn nữa. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc theo những cái dòng loa này cũng như là cái không gian của quý vị các bạn. Ví dụ như cái không gian của chúng ta bị ồm, âm thanh nó hơi bị ồm, hơi nhiều bát một chút, dòng loa chính hơi nhiều bát một chút, quý vị các bạn có thể là cắt cao khoảng tầm 80 như này cũng được. Nhưng mà với những cái không gian nó thoáng, những cái không gian mà cái âm thanh nó âm bát nó đưa ra nó không được cao, hay là những cái dòng loa âm bát nó sẽ không đưa ra được chắc hay được nhiều, thì chúng ta có thể là giảm những cái phần này xuống khoảng tầm độ 40, 50 hoặc là 60. Cái kiểu cắt này cũng vậy, cũng sẽ gây ảnh hưởng cho những cái phần tín hiệu âm bát này, những cái âm sắc chúng ta cắt như high pass và low pass. Về phần surround và phần surround back thì cũng sẽ tương tự. Ở phần loa center này thì quý vị các bạn cũng sẽ thấy chúng ta sẽ có phần những cái giải equalizer này, cũng tổng cộng 10 giải equalizer. Đấy, cũng có những cái để chúng ta có thể điều chỉnh riêng phần âm lượng của phần loa center này, phần output, phần delay của loa center mặc định nó đang để là 0,82 mili giây, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái không gian và cái mức sử dụng của mình. Tất cả những cái đường này thì nó đã đều để sẵn phần delay này. Tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể là điều chỉnh nếu mà chúng ta có thể nghe được và có thể điều chỉnh sao cho cái phần delay này, cái phần độ trễ này nó không bị quá so với cái không gian cũng như là phần hiệu chỉnh với cái không gian phòng của chúng ta. Với phần center này thì cũng sẽ vẫn sẽ có đường mic direct level này. Phần center này thì chủ yếu là sẽ sử dụng để hỗ trợ lời. Tương tự đường music này, echo và reverb thì nó sẽ để nhỏ lại, tín hiệu sẽ nhỏ lại so với những cái đường micro này. Cũng sẽ có phần com này, phần solver điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái không gian của mình. Cuối cùng là phần loa sub này, quý vị và các bạn có thể điều chỉnh âm lượng của từng đường, ví dụ như tăng giảm âm lượng của đường loa sub này, những cái đường tín hiệu cần gửi. Về phần sub này chúng ta không nên gửi những cái tín hiệu không cần thiết như là đường mic và đường reverb vào, nó sẽ ảnh hưởng tới tín hiệu, cái độ sạch của đường sub. Low pass và high pass cũng thế, mặc định thì quý vị các bạn có thể để cao hơn khoảng tầm 30 và thấp hơn phần low pass này, để khoảng tầm độ 90 cho tới 100 thôi. Và cái phần độ cắt này thì sẽ phụ thuộc theo cái dòng loa sub chúng ta sử dụng. Cuối cùng là phần system này. System thì quý vị các bạn có thể là cài âm lượng max này, âm lượng min nó sẽ phụ thuộc theo cái âm lượng ở bên trên này nhé. Âm lượng max này, mic max này, nhạc max và effect max. Những cái phần den mode này chúng ta không cần sử dụng đến. Còn phía bên này, PC mode manager này, chúng ta sẽ có thể là nhìn rõ luôn là những cái đường tín hiệu mà máy đang sử dụng. Ví dụ như đường MV1 này, MV2 này, hay là đường KTV1, 2, 3. Cuối cùng là đường music. Quý vị các bạn có thể là lưu trực tiếp vào đây. Khi quý vị các bạn nhấn lưu này chẳng hạn, chúng ta sẽ có hiển thị ra những cái cấu hình mà để cài đặt, chúng ta có thể là chọn vào và lưu, nhấn OK để lưu này. Hay là loát cũng vậy, loát cũng sẽ tương tự. Kích đúp vào đây để quý vị các bạn có thể đổi tên cái đường tín hiệu này. Bên trên này power mode nghĩa là cái cấu hình khởi động mặc định đang để là user mode 3, đó chính là cái đường KTV1 này, hay là đường user mode 1 chẳng hạn. Với dòng vang này thì nó sẽ là đường cinema, đường MV2 này, đường user mode 2 nó sẽ là đường game, hay là phần 4, 5 và 6 nó sẽ tương tự là KTV2, 3 và music. Bên dưới này ta sẽ có phần clear, nghĩa là xóa hết tất cả những cái cài đặt này, hay là reset này, reset tất cả là cái cấu hình mà chúng ta đã cài. Ở đây quý vị các bạn có thể là lưu cái cấu hình vào máy tính này, hay là gọi cấu hình từ máy tính. Bên dưới này thì quý vị các bạn có thể là gọi những cái cấu hình mà chúng ta đã cài, những cái cấu hình mặc định của máy như là xem phim này, game này, KTV 1, 2 và 3, cuối cùng là music này. Tiếp theo với dòng vang này thì nó sẽ có thêm một cái mục nữa ở đây. Mục đấy thì quý vị các bạn sẽ phải sử dụng thông qua phần cinema này, là phần sử dụng cho xem phim. Ở phần này thì hiệu chỉnh sẽ đơn giản hơn.
những cái phần tín hiệu thì chúng ta sẽ thông thường thì những cái tín hiệu mặc định này, chúng ta chỉ cần điều chỉnh thêm những cái giải âm sắc của loa này, hay quý vị các bạn có thể điều chỉnh âm lượng của từng loa một sao cho nó phù hợp với cái sở thích. Quý vị các bạn có thể điều chỉnh âm lượng của từng loa một sao cho nó phù hợp với những cái cặp loa của mình, hay là những cái phần left right distance này, quý vị các bạn có thể là cài cái khoảng cách giữa cái không gian ngồi với loa. Ở đây đang để là 3,6 m này, nó cũng sẽ tương tự như phần delay thôi. Chúng ta cũng sẽ có thể ngắt tiếng từng loa một này, hay ở đây sẽ có ký hiệu là spec config này, nghĩa là chọn loa to hay loa nhỏ. Ví dụ như những dòng loa bắt 20 hoặc là 25 chẳng hạn, thì quý vị các bạn có thể để sử dụng là loa nhỏ, hay là những dòng loa to hơn chúng ta có thể là cài trực tiếp ở đây. Phần solver này cũng vậy này, cũng có thể là điều chỉnh cái âm sắc cho cái dòng loa của mình. Cũng sẽ có những cái phần com này, phần solver này. Còn về phần mixer này thì quý vị các bạn không điều chỉnh thêm được nhé. Những cái phần này là mặc định và chúng ta sẽ không điều chỉnh thêm được ngưỡng tín hiệu của nó. Về phần surround này, nó cũng sẽ tương tự, cũng có thể là, và phần surround này thì cũng sẽ tương tự, cũng sẽ điều chỉnh được âm lượng từng loa này, khoảng cách loa này, hay là tắt tiếng từng loa và cái kích thước loa của chúng ta. Tương tự với phần surround thì phần surround back này, phần center cũng sẽ tương đương nhau. Với phần center này thì quý vị các bạn muốn điều chỉnh cho nó phù hợp với xem phim thì chúng ta sẽ phải cài ở bên phần KTV trước. Với phần center này thì nó cũng sẽ tương tự như những đường khác. Riêng với phần mixer này thì quý vị và các bạn lưu ý nhé. Hiện tại nó đang để là mic direct, nhưng mà chúng ta sử dụng cho xem phim nên là chúng ta sẽ phải quay trở lại phần KTV và điều chỉnh phần center sao cho nó phù hợp. Hiện tại là cái cấu hình của tôi nó đang sử dụng, hiện tại cấu hình của tôi đang sử dụng là cấu hình KTV, nên là nó sẽ mặc định cho chúng ta là đường mic nó sẽ cao hơn một chút. Và khi mà chúng ta đang cài dở cấu hình như vậy mà muốn cài luôn cho phần xem phim này thì quay lại chọn vào phần center này và điều chỉnh cái ngưỡng âm lượng nhạc lên cao hơn một chút, và sau đó quay trở lại với phần xem phim, chúng ta sẽ có thể là điều chỉnh, có thể nhìn thấy luôn là phần music đấy, ở phần center này nó sẽ đã được điều chỉnh rồi, và nó chỉ phù hợp, chỉ có thể điều chỉnh được khi quý vị các bạn chọn phần KTV nhé. Tiếp theo là phần loa súp này, loa sắt này cũng sẽ tương tự như những phần khác, cũng có thể điều chỉnh những cái âm lượng này, cái khoảng cách này, hay là phần những cái phần tần số này để điều chỉnh phù hợp với dòng súp. Ở phần cuối cùng này thì quý vị các bạn có thể là điều chỉnh âm lượng của từng loa một này, từ những đường main này, center này, surround này, surround back này, hay là phần khoảng cách giữa loa và người ngồi, chúng ta có thể là điều chỉnh luôn trực tiếp tại đây. Ở phần này thì ở phần cuối cùng này là phần test single, quý vị các bạn có thể là test cái âm thanh của cái chiếc loa này, hoặc là chúng ta có thể test những cái để kiểm tra những cái dòng loa đấy nó đã đúng vị trí chưa, bằng cách là có thể nhấn vào đây để có thể bật hết tất cả những sản phẩm, hay là quý vị các bạn có thể bấm trực tiếp vào từng đường một, ví dụ như những cái đường này đấy. Chúng ta có thể là chọn từng đường một để có thể là điều chỉnh, kiểm tra sao cho những cái loa xem nó đã phù hợp vị trí, đúng vị trí và đúng cái đường tín hiệu mà chúng ta cài chưa. Vừa rồi tôi đã gửi đến cho quý vị và các bạn cách kết nối, những chức năng và cách điều chỉnh trên chiếc vang số BK BPCR 300 cộng này. Quý vị và các bạn hãy để lại đánh giá dưới phần bình luận của video. Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Lách để nhận được những video mới nhất. Và đừng quên nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đặt hàng nhanh chóng qua tổng đài 1900 0255, thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, giao hàng tận nơi nhanh chóng, đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 0255 hoặc truy cập website bảochauelec.com.